Sáng ngày 14 tháng 11, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, khuya hôm qua, mưa lớn khiến nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi đàn bò hơn 50 con của anh Nguyễn Văn Triều ở thị trấn Cam Lộ. Gia đình anh Triều mua đàn bò này về để buôn bán, khi đang tập kết, nhốt tạm bên sông Hiếu, phía xã Cam Tuyền thì bị nước cuốn. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân và những địa phương dọc sông Hiếu hỗ trợ gia đình anh Triều tìm kiếm đàn bò. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đã tìm thấy một số con trong đàn bò bị cuốn trôi. Trong đó, một số con trôi dạt đến thành phố Đông Hà. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 6 giờ sáng nay, lũ trên sông Bến Hải, sông Hiếu tại đầu mầu đều vượt hoặc xấp xỉ báo động 2. Mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tại nhiều nơi. Trong đó, huyện Đắk Rông có 10 điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét. Huyện Hướng Hóa có 4 điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Mưa lũ còn khiến 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng huyện Cam Lộ đã di dời, sơ tán 255 hộ dân với 550 người ở khu vực thấp trũng đến nơi an toàn.